tin chuyến bay ngày hôm nay. Chuyến bay VN816 từ Sài Gòn đi Hải Phòng sẽ khởi hành ở cột số 4. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn? Tìm chuyến bay ngày mai. Ngày mai chuyến bay VN746 từ Sài Gòn đi Vinh sẽ bay lúc 6 giờ.